Xin chào mọi người ha. Hôm nay em lại review tiếp cho mọi người cái con HP này. Con HP này là cái con màn 13.3 inch đó mọi người. Mình xem cái model của nó. Đây là HP 430G5 nha mọi người. Cái con này thế hệ 8 lận. Cái đời nó rất mới. Ồ, nó còn cả cái tem Nhật luôn nè. Nó còn cả cái tem của bên Nhật luôn á. Nói chung là một số máy thì nó vẫn người ta xài ít đó, nó vẫn người ta còn giữ, ta giữ cả tem luôn đó mọi người. Đây 430G5. Tham khảo cái ngoại hình của nó rồi tí nữa vào ở trong á thì em sẽ cho mọi người xem cái cấu hình của nó nha. Đây màn hình thì đây, do em mở máy sẵn trước rồi á cho nên mở thì nó lên màn hình chờ mình xem cái phím của nó nha mọi người. Cái phím này, phím đó, phím vậy là đẹp rồi đó mọi người. Phím vậy là đẹp lắm luôn rồi đó. Nói chung là cái con này thì nó còn đẹp. Cái dàn loa này mọi người, loa đó, nó thằng HP thì nó có cái loa ở trên này. Nhưng mà mọi người nè, ví dụ như á, người ta xài ít thì bình thường, ví dụ như những cái này nè, nếu Việt Nam mình hay là ở những cái máy cũ á, thì ở dưới cái loa này nó dơ lắm. Mọi người có vệ sinh kiểu gì nhìn nó cũng không có sạch như vậy được đâu. Nhưng mà cái này á, là ở bên Nhật á, xài ít á, mà người ta giữ nữa, thành ra là nó còn sạch lắm mọi người thấy không. Có như những cái điểm yếu của cái máy á, mình nhìn á là mình thấy. Đây ha, rồi mọi người à, để em đưa vô trong để mà tham khảo cái cấu hình của nó. Bây giờ cái cửa nhà em nó hơi nhỏ, vô trong đặt trên bàn cho dễ, để tham khảo cấu hình của nó nha mọi người. Đây, để mở lên. À cái này là mới nãy ông xã em á, là anh thử phím đó mọi người, anh thử phím có liệt hay không cho mọi người đó. Nhưng mà cái này là ok rồi, mỗi lần trước khi bán là nhà em phải thử hết cho mọi người, thử phím nè, thử loa nè, màn hình là mình xem có đấy hay không, rồi thử pin này kia ha mọi người ha. Đây nói chung là ngoại hình của nó thì mọi người đã xem ở ngoài rồi. Ở bên trong này em không có quay ngoại hình nữa, tại vì ở trong này ở nhà em nó cũng tối, là em chỉ quay cái cấu hình cho mọi người xem thôi ha. Phím này bấm nó mềm ghê luôn á mọi người, nó dễ ghê á, nó sướng ghê á, bấm nó sướng. Mọi người nghe tiếng rẹt rẹt, tại trên nhà em đang gói hàng cho khách. Nhà em vừa gói loa đài, gói đồng hồ, mắt kính, rồi gói cả laptop nữa cho khách, cho nên nghe cái tiếng kéo băng keo nó rẹt. Đây mọi người tham khảo ha, cái con này là Core i5 nè, thế hệ 8, 8250U, RAM 8GB. Đây mọi người, cái con này thế hệ rất là cao nha mọi người. Ví dụ như á, những cái người á, mà họ rành rồi á, thì em không có, em nói qua là nếu như mọi người liếc qua là mọi người biết, cũng không cần giải thích nhiều. Còn những người mà chưa biết á, thì em cũng giải thích một lần nữa cho mỗi cái video mà review của em á, để cho những ai họ không có rành thì họ biết. Có nghĩa là những cái con á, thế hệ 8 á, nó rất là hay á, mà mình nhìn nó mình có thể so sánh được là đời cũ hay đời mới hay sao á mọi người. Ví dụ như là con này là con i5, mặc dù nó i5 nha, nhưng nó là thế hệ 8, nó là 8250U. 8250U bởi vì vậy cho nên nó hay, nó có 8 CPU nè mọi người. Có thể là những con thế hệ 7, thế hệ 6 là nó chỉ có 4 CPU thôi, nó hiện ra đây là 4 CPU thôi. Mặc dù ví dụ như nó 2 chấm mấy đi, 27, 28, 29 gì, ví dụ vậy đi, nhưng mà nó là 4 CPU thôi. Còn mình nó là 1.6 nhưng mà nó 8 CPU lận, nó đời cao á mọi người. Có nghĩa là đời là nó thế hệ sau á, nó đời mới đó. Thường thường đời mới thì con chip nó sẽ mới hơn, cho nên chạy nó sẽ mượt mà hơn. Đó là em nói như vậy để cho những người không có rành nó. Em thì cũng không có rành vào, em cũng gà, em cũng trong thời gian em review, tại vì nhà em rất là nhiều máy, em cũng review như vậy cho mọi người tham khảo theo dõi kênh. Và em cũng dần dần cái review mình ấy thì mình cũng học tập được, là mình cũng biết được là những cái cơ bản á, nữa như thế nào. Còn RAM của nhà em á, là RAM này là một thanh 8GB một thanh nha mọi người. Ví dụ em nói, ví dụ như mà ai á, mà người ta làm hai thanh đi, hai thanh mà mỗi thanh 4GB á, thì nó sẽ rẻ hơn là một thanh 8GB. Tại mọi người biết sao không, một thanh 8GB này á, trong cái máy mình nó có hai cái
cái chỗ cắm RAM, thì nếu mà một thanh 8GB mình muốn nâng cấp, mọi người có thể là mua một thanh RAM khác về, ví dụ như mấy trăm ngàn đó, em cũng không có rành nữa. Nhưng mà mình cắm vào thì nó lên 16GB nó sẽ nhanh hơn. Nếu như mình muốn nâng cấp thì nó vẫn còn một khe RAM cho mình nâng cấp được. Đó là thanh RAM 8GB là nó chỉ một thanh. Còn ví dụ như mà có nhiều chỗ, đây là cũng biết nữa, nhưng mà nếu khách kỹ á, thì ví dụ như mình mua người ta á, thì mình hỏi là đó là thanh là nó 8GB một thanh hay là 8GB hai thanh nha mọi người. Cái này á, là nói chung là nếu như mình là người đi mua, mình muốn kỹ hay gì gì đó thì mình thêm cái chỗ đó nữa. Còn em đây thì em review thứ nhất là mọi người có mua máy á, thì mua em á, thì ủng hộ em á, thì em cảm ơn. Còn nếu mọi người á, muốn tham khảo á, thì mọi người cũng xem cái chỗ để mọi người tham khảo ha. Cái con máy cấu hình như thế này, SSD của nó là 256GB nha mọi người. SSD 256GB. Đâu rồi hả? Mới nãy cái gì vậy trời? Cái này sao nó nhiều ghi vậy? Cái này em không có biết nữa, nhưng mà em biết cái con này là SSD 256GB nha mọi người, bao cho mọi người là 256GB. Sao nó ra nhiều ghi vậy ta? Em bán cái con này là cái cấu hình là 256GB. Nói chung là nó là 256GB nha mọi người. Nếu mà mọi người mua thì em bán cái con HP này, cái con HP nè. 430G5 256GB. Lộn lộn lộn, em xin lỗi mọi người. Đây 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 đây, đây. Em xin lỗi mọi người nha. Cái con này á, là nó chạy SSD và HDD. SSD của nó là 128GB. Còn HDD của nó là 500GB. Ví dụ như là nó chạy song song hai cái ổ cứng luôn. Nếu như là mình chạy phần mềm hay gì thì chạy SSD thì nó sẽ nhanh hơn. Còn mọi người lưu trữ thì lưu trữ trong HDD. Ví dụ như vậy. Cho nên là con này là nó vừa HDD vừa SSD luôn nha. Nó có ổ HDD 500GB và ổ SSD 128. Nó khi mà ví dụ như mình nó sai phần mềm hay mình khởi động hay mình làm gì đó mình cài đặt lại, thì cái dung cái gọi là cái lưu trữ của mình trong ổ HDD nó vẫn có đó, nó không có mất đi nha mọi người. Đó là em quên đúng rồi. Em quên rồi. Cái con này là màn hình 13.3 inch mọi người ha. Máy thì đẹp giống như mà nãy em nói với mọi người rồi đó. Em báo giá cái con này là 6 triệu 7 nha mọi người. 6 triệu 7 ha. Là thế hệ 8 nha mọi người. Thế hệ 8 đó, i5 thế hệ 8, RAM 8GB một thanh, SSD 128 và HDD 500, màn hình 13.3 inch. Em báo giá mọi người là 6 triệu 8, kèm sạc, máy kèm sạc nha mọi người. Máy đẹp, không có sửa chữa gì hết. Ai mua của nhà em á thì chuyển khoản đủ, em gửi hàng. Còn nếu mọi người lo lắng mà mọi người không có tin tưởng, ví dụ như vậy thì mọi người cọc, em sẽ ship code cho mọi người, nhưng mà em là không có cọc mấy trăm ngàn đâu. Em cọc là ví dụ như hạ từ mà 5 triệu đổ xuống thì mọi người cọc cho em 1 triệu, còn từ 5 triệu đổ lên mọi người cọc cho em 2 triệu. Đó là em nói vậy đó. Nhà em thì mua bán đàng hoàng, không có lừa đảo ai hết. Nhưng mà mọi người nếu mà có theo dõi kênh YouTube của em á, những cái video trước thì mọi người cũng biết. Còn ai tham khảo thì mọi người cũng cứ tham khảo, hay giá em báo là giá rất là chuẩn cho